Tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip là mình sẽ quay bưu phẩm của các bạn bên shop của mình và đây là phần 8. Mọi người nhớ click vào cái chuông và mua hàng của mình ở phần dưới phần mô tả nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với clip cái hàng phần 8 của mình. Thì chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé. Thì đây sẽ là clip cái hàng và trước khi vào video mọi người nhớ cho mình một like và subscribe. Bạn nào mà chưa tham gia mini game thì hãy click vào video trước để tham gia mini game nha. Đơn thứ 72 là một đơn của em khách có tên là Yến Hồng, thì em này là khách quen bên mình. Em ấy đã order một cái post cheesecake rất là đặc biệt luôn, được gói rất là cẩn thận mọi người ha. Và em này mình chưa khui, cũng như là kiểu em này còn nguyên siêu luôn đó mọi người ạ. Thì mình sẽ gói bằng một cái bọc bubble wrap rất là cẩn thận cho em ấy. Một cái bubble wrap vào trong hộp này, tại vì em này có giá trị cao á. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Mình sẽ đóng gói lại và gửi hành đi cho em. Và mình cũng có kèm một cái phần quà nhỏ nhỏ nha. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã ủng hộ chị ha. Nhớ unbox trên YouTube nhé. Đơn thứ 73 trong clip ngày hôm nay là đơn của bạn có tên là Phạm Ngọc Hà. Và tổng của bạn là 1 triệu bao nhiêu á mọi người. Thì bạn ấy có đặt bên mình là một cái em của Mother Garden như thế này ha. Em này thì mới tinh, cái bọc ngoài của nó cũng là Mother Garden luôn ấy. Rất là xinh nha. Em hải cẩu này thì có giá là 430.000 một em lận nha mọi người. Em này rất là rare và giá trị của nó cũng rất là cao. Tiếp theo là hai em sen biển nha mọi người. Em này thì rất là đẹp luôn, còn nguyên tem mác như thế này nha mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn cái hộp nó mới hoàn toàn luôn ấy. Mình cũng rất là thích em này luôn. Và bạn ấy đã hốt được cả hai em thì bạn ấy đã order nha mọi người. Bạn nào mà có muốn nhu cầu order thì có thể nhắn tin cho mình để order nha. Và đây là một phần quà mà mình sẽ tặng đơn cho bạn Phạm Ngọc Hà là khách quen của bên mình ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ mình nhé. Tiếp tục là đơn order của một em khách quen có tên là Ngọc Minh. Em ấy đặt là một vòng thú limited cầu vòng nha mọi người. Thì cầu vòng thú em ấy đặt này thì mới hoàn toàn nha mọi người. Nó mới từ cái bao bì, không hề nhăn một xíu nào luôn. Tức là hàng này là hàng mới hoàn toàn nhé. Rất là xinh, về nhà em nhớ khui ra và cho chị feedback nha. Mình rất là thích xem khách mình hưởng thụ sushi luôn đó mọi người. Và đây là một cái phần quà mà mình sẽ tặng kèm cho đơn của em Ngọc Minh nha. Tiếp đến là đơn của bạn có tên là Quỳnh Anh và tổng của bạn là 2.500.000 bao nhiêu á mọi người. Và bạn đã chuyển cho mình 1 triệu rồi nha. Bạn ấy có order một cái box bánh mì siêu rare luôn ấy mọi người. Em này box này mình không khui gì hết nha, để cho bạn có thể về tự khui. Em này thì mới 100% luôn nha mọi người. Mình sẽ gỡ cái box ra và cho mọi người coi. Thì ở trong đây nha mọi người, lát bánh mì nó mới tinh luôn. Bao bì bọc các thứ cũng mới á mọi người, mới tinh luôn ý. Và cái box này thì có tổng trị giá là 1.750.000 một cái box này nha. Mọi người có thấy đẹp không? Chúng mình là siêu thấy lung linh rồi đó mọi người. Nó mới tinh luôn, cái mùi nó thơm phức luôn ý. Tiếp đến là bạn có đặt cái bên mình là một em marshmallow Noel như thế này. Em này thì giá trị của nó cũng khá cao ấy mọi người ạ. Tiếp đến là một cái em nhím này có giá là 300.000. Và tiếp tục là bạn ấy có đặt bên mình là một cái em cầu vòng như thế này nha mọi người. Đó, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ thì sẽ đến công đoạn mình sẽ gói hàng cho bạn ấy. Mình sẽ bọc rất là nhiều bubble wrap xung quanh để bảo vệ đơn hàng của bạn ấy. Nên là khi mong bạn về sẽ rất là vui khi nhận được đơn hàng này nhé. Tiếp tục là một vị khách series kết với mình, đó là đơn của bạn có tên là Trần Việt Hà. Thì tổng đơn của bạn là 715.000 cộng với ship trên Shopee nhé. Thì đơn của bạn này đặt là một bánh táo siêu rare luôn. Em này thì mới 100% nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị công đoạn là gói bọc bubble wrap ra cho bạn ấy và đặt cái bánh táo mới nguyên si từ lấp lánh từ cái vỏ bọc bên ngoài cho bạn ấy nha. Và mình sẽ bắt đầu cuốn quanh bọc bubble wrap cho bạn ấy. Thật sự luôn là đơn này rất là xinh luôn đấy mọi người, rất là xịn nữa, sang xịn mịn ấy. Và đơn hàng của bạn này mình cũng sẽ đóng trong một cái hộp như thế này nha. Đó, rất là vừa vặn luôn. Thì mình cũng sẽ kèm quà tặng cho đơn hàng của bạn ấy nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ đơn hàng Minshop của mình nha. Tiếp đến của đơn của bạn có tên là Đặng Thị Thu Trang. Và bạn này là khách rất là quen bên mình. Bạn ấy có đặt là một em tuần lộc và tổng của bạn là 670.000. Bạn đặt trên Shopee nhé. Và một cái em mèo như thế này. Bạn này thì rất là kiểu thân quen với mình luôn ý. Bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều lần rồi. Do đơn này là bạn có đặt giá trị cao á, mà em mèo này thì có cái hộp của nó rất là mới luôn, nên là mình cũng sẽ bảo vệ bằng bọc bubble wrap nha. Mình có nhét cái túi giấy bao bì kính vào trong kiểu nhăn nhăn một tí. À, mình cũng có cái bao bì kính ở giấy đó là kiểu giấy lót thôi mọi người, giấy lót đấy. Tại vì mình hết hộp bé rồi, mình để vậy là để hai cái em này khi mà vận chuyển nó không bị sốc với mọi người. Chứ bao bì kính là mình cũng nhét hai cái mới tinh vào rồi nha mọi người ơi. Tiếp tục là đơn của chị có tên là Đoàn Thảo Vân. Thì tổng của chị là 555.000 mọi người nhé. Đầu tiên thì chị ấy có đặt của bên mình là một thỏi sô-cô-la của Mother Garden như thế này mọi người ạ.
rất là xinh luôn. Thì mình sẽ cho mọi người xem ngoại quan của cái thỏi sô-cô-la này nhé. Mở ra hộp ra thì là một cái hộp sô-cô-la rất là xịn, sang xịn mịn luôn mọi người. Em này thì rất là hiếm, hiếm mà mọi người, của Mother Garden thì bình thường giá nó sẽ rất là cao luôn. Tiếp tục là chị ấy có order với mình là một cái tivi màu đỏ của iBloom như thế này, rất là xinh. Mình có nhận order full set này luôn nha mọi người. Hộp của iBloom thì họ làm rất là tỉ mỉ luôn đấy mọi người ạ. Trời ơi, đơn hàng của chị này là kiểu full màu đỏ luôn mọi người ạ. Và đây sẽ là một cái phần quà hình chuối mình tặng cho bạn, cho chị ấy như thế này nhá. Tiếp đến là đơn của chị có tên là Hà Tiên. Thì chị này là khách siêu siêu quen bên mình luôn. Thì chị ấy có đặt của bên mình là một em vòng thú limited siêu xinh luôn đó mọi người. Em này thì mọi người cũng biết là mình order mới hoàn toàn, bao bì của nó không một chút vết nhăn luôn mọi người. Đợt này order là kiểu siêu bị ưng cái bụng luôn ý. Và tada, đây chính là em vòng thú limited của chị ấy. Mọi người nhìn này, trời ơi, bao bì không hề sột soạt nhăn nheo một tí gì luôn. Tiếp đấy là chị ấy có đặt một cái em nhím của iBloom ha. Thì tổng đơn chị này là 645.000 nhá. Em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã ủng hộ em nha. Và mình sẽ kèm cho chị ấy một cái phần quà tặng của bên shop mình nữa. Trời ơi, em siêu siêu cảm ơn chị vì luôn luôn ủng hộ em như vậy nha. Tiếp đến là đơn của bạn Nguyễn Thị Trang. Thì bạn ấy đặt của bên mình là một cái set bánh mì siêu đặc biệt như thế này. Thì là có trị giá là 780.000. Và đây cũng là em đắt nhất mà mình đã order luôn đấy mọi người ạ. Em này thì giá trị của nó gọi là siêu siêu khủng rồi mọi người. Và tiếp tục là bạn ấy có đặt là một cái em Hello Kitty nữa. Thì tổng của bạn là 1.000.000, trừ đi 200.000 bạn đã chuyển khoản để đặt cọc cho mình. Là tổng của bạn là còn thu là 800.000 mọi người nhé. Cảm ơn sự ủng hộ siêu nhiệt tình này của bạn nhé. Mình sẽ đóng gói rất là cẩn thận cho bạn. Mọi người nhìn vậy thôi. Trừ cái bọc bubble wrap này là cái bọc mà mình mua size to và rất là đắt luôn ý. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Không ngờ là trời ơi, bạn Eric vậy luôn á. Mình còn không dám đụng luôn á mọi người. Và đây là phần quà mà mình sẽ tặng cho bạn nha. Tiếp tục đơn của bạn có tên là Bảo Uyên. Thì tổng của bạn là 345.000 mọi người nhá. Bạn ấy đặt bên mình là em marshmallow. Mình sẽ đệm lưới này để cho các cái hộp của mấy em này không bị trống. Và để em ấy sẽ không bị cái gì khi mà đi vận chuyển nha mọi người. Em này thì là mới tinh và rất là rare. Em này mọi người có thể tra giá bình thường với lời đây là vẫn là 400.000 các thứ. Riêng cái em marshmallow mà ôm bánh quy như thế này nha thì không bao giờ có giá rẻ đâu mọi người nhá. Thì đây, mình bán cho bạn ấy giá sale rồi nhá. Và đây là tổng đơn của bạn nha.